Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cấp tốc sang thăm Việt Nam nhằm mục đích gì vậy? Khác với người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm được cho là một chính khách thực dụng, ít quan tâm đến vấn đề lý luận. Sau khi chính thức được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có nhiều biểu hiện cho thấy cựu Bộ trưởng Bộ Công an sẽ xóa bỏ các di sản của ông Trọng để tạo ra các dấu ấn riêng của mình. Đặc biệt trong vấn đề đối ngoại, theo một số nhận định, Việt Nam sẽ ngả sang Hoa Kỳ và phương Tây nhiều hơn, đồng thời dần rời xa Trung Quốc. Đây là lý do khiến cho Bắc Kinh rất không hài lòng. Tuy nhiên, cũng theo một số nhận định khác, với Tổng Bí thư Tô Lâm, đằng sau các chủ trương của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy dường như đang cố tình làm lợi cho Trung Quốc, đặc biệt chính phủ Việt Nam dự định sẽ để một công ty của Trung Quốc thi công hệ thống cáp quang ngầm dưới biển. Điều này gây lo ngại rất lớn vì liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, sẵn sàng có thể bị Trung Quốc nghe lén bất cứ khi nào và bất cứ ai. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Ông Lý Cường được đánh giá là một tay chân thân cận của Tập Cận Bình. Điều đó có liên quan gì để các đánh giá sau vụ Trung Quốc tấn công tàu cá của Việt Nam trên Biển Đông đã làm bị thương rất nhiều ngư dân của Việt Nam? Có phải Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam để hóa giải vấn đề này không, hay để tiếp tục đe dọa Việt Nam nếu không theo đuổi họ? Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn được cho là thần Bắc Kinh từ khi ông trở thành bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Bước tiến đó đã đưa ông trở thành trưởng ban tổ chức trung ương. Sau đại hội đảng thứ 13, ông Chính vượt qua cả phó thủ tướng Vương Đình Huệ để trở thành thủ tướng trước sự ngạc nhiên của giới quan sát quốc tế. Một số ý kiến cho rằng việc ông Chính thành công ngồi vào ghế thủ tướng có bàn tay sắp đặt từ Trung Nam Hải. Mặc dù truyền thông của nhà nước Việt Nam cho rằng chuyến thăm của ông Lý Cường được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 6 năm 2023 trước đó, nhưng có một số diễn biến rất bất thường về chuyến đi này, đáng chú ý như sau. Thứ nhất là quan hệ giữa Việt Trung vẫn đã xấu đi rất nhanh và rõ rệt. Trên Biển Đông thì lực lượng chấp pháp của Trung Quốc nhiều lần ngang nhiên tấn công tàu cá, đánh đập dã man và bị thương nhiều ngư dân của Việt Nam, tịch thu và phá đồ của họ. Nó phản ứng quyết liệt của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đánh giá là hiếm thấy với những vụ tấn công của Trung Quốc trên biển. Thứ hai, đây là thời gian mà chính trường Việt Nam sẽ có các biến động về nhân sự cấp cao nhất. Theo kế hoạch, từ ngày 21 tháng 10, Quốc hội sẽ bắt đầu kỳ họp, trong đó có dự kiến bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Đồng thời, việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt cũng như chuẩn bị văn kiện đại hội đảng lần 14 đang ở giai đoạn then chốt. Do vậy, một trong những nội dung trọng tâm nhất mà Thủ tướng Lý Cường có lẽ không thể bỏ qua đó là việc phải nhanh chóng hàn gắn mối bất đồng của ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Hơn nữa, ông Tô Lâm vừa hoàn thành chuyến công du Hoa Kỳ gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Biden. Đồng thời, Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Pháp, là một thành viên của Liên minh châu Âu và thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều đó gián tiếp cho thấy có lẽ Bắc Kinh cần phải nhanh chóng phục hồi mối quan hệ bình thường, cũng như tăng cường khả năng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, vì lo ngại Việt Nam ngả sang phương Tây. Có suy đoán cho rằng chiến thuật tạo sức ép lên ông Tô Lâm thông qua việc sử dụng các cá nhân và phe cánh thân Trung Quốc trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã thất bại. Một số vấn đề khác mới đây, ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất chủ trương về việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Và sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt quyết tâm cao, khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi. Từ đó có suy đoán cho rằng dự án đường sắt cao tốc này sẽ là một trong những nội dung trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Nghi vấn Đặng Thanh Tâm, đệ tử của cựu chủ tịch nước Tư Sang về đầu quân cho cựu thủ tướng Ba Dũng. Một tuần trước chuyến công cán đến Hoa Kỳ để dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York cuối tháng 9 năm 2024, truyền thông trong nước đã đưa tin tập đoàn Trump Organization sẽ đầu tư một dự án sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, trong chuyến công du Mỹ, ông Tô Lâm đã gặp gỡ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị, nhưng hoàn toàn không có thông tin ông Lâm tiếp xúc với cựu Tổng thống Donald Trump, dù rằng được biết ông Donald Trump vẫn đang có mặt tại New York trong thời điểm đó. Mới nhất, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin The Trump
Organization, tập đoàn kinh doanh của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ đầu tư tổ hợp khách sạn Sun Gulf, khu dân cư khoảng 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên. Hình ảnh đại diện Trump Organization và ông Đặng Thành Tâm và ông Donald Trump tại Mỹ. Theo thông cáo của cả hai bên, lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization do ông Eric Trump đại diện và tập đoàn Hưng Yên, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC do ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC đại diện, đã diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2024 tại New York, Mỹ, dưới sự chứng kiến của cựu Tổng thống Donald Trump. Tập đoàn phát triển bất động sản Kinh Bắc City ngày 8 tháng 10 ra thông cáo cho biết công ty của họ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization về dự án nói trên tại tỉnh Hưng Yên, quê hương của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Thông tin kể trên có liên quan gì đến ông Tô Lâm hay không? Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dự án của tập đoàn Trump Organization do ông Eric Trump, người con trai thứ ba của cựu Tổng thống Donald Trump làm đại diện, có sự góp mặt của gia đình ông Tô Lâm. Thông cáo của KBC cho biết, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Lâm trong chuyến đi tới Mỹ, đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ. Và trước đó, vào giữa tháng 9 năm 2024, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết đại diện của Trump Organization đã đến Hưng Yên để thảo luận về các cơ hội đầu tư. Những điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Hình ảnh Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cựu Thủ tướng Ba Dũng. Đáng chú ý, đây là dự án của tập đoàn Hưng Yên, tức Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC của ông Đặng Thành Tâm, một nhân vật nổi tiếng. Ông Đặng Thành Tâm là em trai của bà Đặng Thị Hoàng Yến, được cho là chủ nhân của trang web Quan Làm Báo, đã từng lừng danh một thời trong cuộc tranh hùng Ba Tư Đại Chiến giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. Đây là cuộc đấu giữa hai địch thủ không đội trời chung, giữa ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ. Hai chị em Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm đều là cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng thời là đệ tử ruột của ông Tư Sang. Nhưng sau đó bà Yến đến tháng 5 năm 2012 đã bị truất quyền đại biểu Quốc hội do không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử. Cụ thể, bà Yến do đã không kê khai ngày vào đảng, không khai trong hồ sơ về người chồng là Jimmy Trần đang có lệnh truy nã. Còn đại biểu Quốc hội ông Đặng Thành Tâm phải giả ốm sang Nhật để chữa bệnh, tránh sự truy đuổi của ông Ba Dũng. Hình ảnh cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bà Đặng Thị Hoàng Yến sau đó đã nhập quốc tịch Mỹ và đổi tên thành Maya Douglas. Đến năm 2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến là nguyên đơn của 3 vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam ở tòa trọng tài quốc tế. Đó là vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của tập đoàn Tân Tạo Itaco và nhà máy nhiệt điện Kiên Lương. Vụ kiện chống lại quyết định buộc tập đoàn Tân Tạo phải khai phá sản ở tòa án Việt Nam. Sự biến mất bí ẩn của cựu chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang vài tháng nay cùng với sự việc kể trên về ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch tập đoàn Hưng Yên, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC đã làm người ta đặt nghi vấn, phải chăng tàn quân của Tư Sang, ông Đặng Thành Tâm nay đã về đầu quân cho cựu Thủ tướng Ba Dũng thông qua đàn em là Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin nghi vấn Đặng Thành Tâm, đệ tử của cựu Chủ tịch nước Tư Sang, đầu quân cho cựu Thủ tướng Ba Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.